Giờ đi, giờ đi, giờ đi. Rồi, học cá to rồi. Cái đâu mặc đâu? Đưa qua. Đấy. Đấy nào, đưa qua nào. Wow. Chào mừng tất cả các bạn nhé. Hôm nay anh em đi sinh tồn tại lòng hồ thủy điện Cờ Bang. Đây là Giang Prao Vlog và Ninh Cờ Bang cùng với Thành Nhìn Vlog đang câu ở dưới lòng hồ thủy điện. Bây giờ là chuẩn bị nấu nướng để ăn tối rồi. Tối nay là bọn mình sẽ câu xuyên đêm, thử thách 24 giờ ở lòng hồ thủy điện. Mốt mình lấy cái hình đấy mình chụp 4 người lên bằng hình bìa, hình thumbnail neo. Canh trước nào giờ? Nấu cơm trước sao lại nấu canh trước nhỉ? Đây là Giang Prao và Thành Nhìn Vlog đang câu cá ở lòng hồ thủy điện Cờ Bang. Xin chào nhá. Đạt có quẹt không?
chạy theo thế. Đây mấy cục đá nữa. Cái thư nè, cái thư đốt đó hả? Có. Em vừa mới nhặt. Chắc quanh quanh xe thì nghi là được. Có này khác, có trong ba lô khác. Còn cái đường xuống đây không? Hết vỏ đi mình nướng chắc lượt không được. Có con nào chưa anh? Ngắt còn có 10 giây thôi. Có mặt luôn nhé. Đồ sẵn rồi. Có 3
bạn đây rồi. Quay cái máy quay ra lấy đồ lấy xách cái can này. Đây này, bà đây này. Đây cái đặt mình dài dưới chứ. Cái lều chuột cắn hết nhục thật. Để đặt cái nào không? Hả? Đặt cái nào? Đặt đại cho đây đi. Tối muối nó vô nó làm thịt hết đó. Đồ chặt là cái gì á? Chuối. Hay là nấu canh. Hay là nấu canh chuối với con tim hả? Được, nấu canh chuối được. Nấu chuối đi, đi tìm. Nhặt được một ít vả nữa. À, quả vả chất chát. Ôi hết hết chặt cái chuối xong rồi nấu canh con tim. Nạt mua cái này bao nhiêu? Hồi mua 1.2 triệu sao quên. Chuột nó cắn rách hết rồi. Lỗ thật. Đây này. Cái này chắc có ngủ được đâu, mũi. Đầu mũi. Rồi sinh tồn mình vừa đi, mình đặt chuối về. Được, đặt bóng cái đây được không? Bóng hả? Không, đặt cái này này, lều á. Đây, đồ có mưa này. Đặt thử đi. Đặt thử đi chụp. Cây đó hả? Mấy người hai cục. À, lấy cây à? Không lấy rễ à? Không, lấy cây thôi. Mà nghe nó lục. Gì? À, đun nước hả? Ai bảo uống, ai bảo ngâm rượu đâu. Quên rồi, uống rượu. Đun mình trẻ ra như cứ mỏng là không. Hơi một nắng thôi, rồi tối uống rồi. À. Nó tốt là cái vỏ cây á. Người hai cục trẻ. Đây là Ninh Vlog đang nấu cơm cho anh em chúng tôi. Hôm nay đi sinh tồn thì cũng có 4 anh em. Thì mỗi người một nơi, thì hôm nay tập trung lại tại lòng hồ thủy điện. Điểm này không biết, chắc nhiều anh em các bạn chắc biết. Đây là cây chuối. Cây chuối này, chút nữa là sẽ nấu với các loại thịt rừng hay là cái gì đấy. Sinh tồn có mì tôm hảo hảo tại cho. Hôm nay đi sinh tồn thì có mì tôm hảo hảo tài trợ cho chương trình này nhé. 3 gói thôi. Đây là bột ngọt, muối, đây là quả ớt rừng. Ui, thấy hùng quá đi. Giữ tới thịt rừng. Ninh Vlog đang chuẩn bị nấu canh chua. Canh thịt chim rừng luôn. Đây là thịt rừng nha, nãy vừa mới đi săn được. Cơm này gần chín rồi, chuẩn bị có cơm để ăn.
một buổi tối tháng 3 tại Cơ Bang, Gia Lai. Yên tĩnh mát mẻ, giờ mát mẻ. Món chim nướng. Mình cắt cơn thế này. Có tuyệt vời. Chú đừng nghe, chú đừng cái bang. Mình nấu. Mấy đứa Hàn Quốc mình nó quay phim mời mấy em khóc quá trời luôn mà. Mỗi tôi đi quay lại làm đi làm lại. Đây. Cái niệm. Anh em chơi nó thực tế nó lại lại rồi đồ nhặng gì ấy lắm. Kiệm tí đã. Một đêm sinh tồn tại lòng hồ thủy điện. Bây giờ thì đang câu cá mà nãy giờ chưa có cá nào hết. Tí nữa nếu mà đói, có khả năng nếu mà đói thì sẽ ăn mì tôm á. 18 giờ 58 phút. Đây là sản phẩm muối kiến Cơ Bang, sản phẩm tự nhiên. Đến từ tự nhiên. Mời mời thi này. Đây, vần mình test. Mình test thử đi. Đây nhá. Đây. Con này bỏ. Thì để cắn miếng cắn rồi mình nè. Anh dạo chấm muối kiến được rồi. Mời anh em nhá. Thôi vậy. Mình phải ăn thêm một tí nữa. Nó đủ lắm rồi. Anh làm TikTok này. À, xin chào các bạn nha, đây là muối kiến Cờ Bang. Bạn nào mà ăn á, chúng ta đặt vào trong giỏ hàng. Và hôm nay thì mình đang test cái này cùng với anh em nha. Rồi, giờ sẽ chấm các bạn nha. Rồi mình đổ ra đây tí. Để có, trước khi mà chấm á, là mình phải dùng cái này trước nha. Để cho nó tạo ra cái đường cho đỡ buồn nôn. Cho đỡ buồn nôn. Nè, miếng quả phá rừng nha. Đây, quả rừng nha. Đấy, ăn muối kiến này các bạn. Nó tuyệt vời nha. Kém, ok. Nói to lên chú bị giọng giạc chứ. Muối kiến Cờ Bang đây là hôm nay anh em đã chấm thức ăn rồi, chấm hoa quả rồi. Hôm nay mình sẽ dùng muối kiến Cờ Bang chấm với cơm gạo spy, gạo spy đặc sản của, nói chung này là cơm bình thường chứ không phải cơm nếp. Thông cảm nhá, thông cảm anh em, dân dã quen rồi. Tới khi ăn anh em mời mọi người nha. Sao nghe đó rõ rõ mình phải nhắm mắt cảm nhận. Chấm thức ăn thì mình cũng chấm rồi mà chấm cơm đúng không? Muối kiến Cờ Bang chấm cả thị trấn Cờ Bang. Muối kiến Cờ Bang ăn vào không sợ tàn nhang nữa, ngoài tàn nhang nhá. Chấm cả thế giới. Đây có quả vả rừng của thần y Spy. Thần dược liệu rừng Spy, thần y Spy. Bạn Linh Spy TV mọi người nhá. Để chấm với muối kiến Cờ Bang ạ. Quả này thì nó cũng gần như quả sung thôi, ăn có vị chát. Họ hàng quả sung. Họ hàng với quả sung. Đây chắc là anh họ em họ gì đó của quả sung. Mà chấm thì chấm thì không dính các bạn. Cắn cánh thử. Đây giống như quả sung thôi đó. Rất là phải thân nhiều vào. Mời cả nhà nhá. Ăn từ từ cảm nhận trong khoang miệng. Tuyệt vời, tuyệt vời. Nhắm mắt là biết tuyệt vời rồi. Phải biết vị chát của nó nhá. Nó quen vị chát của quả vả rồi. Và cái vị chua của muối kiến Cờ Bang, vị ngọt. Cay cay. Tuyệt vời, tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Một buổi tối mùa hè mát mẻ. Cảm ơn cả nhà nhá. Đây là canh nấu trong rừng nha. Cái này là nếu mà các bạn nào mà đi rừng á là muốn đặt đó nha, mình sẽ bán cho các bạn cái nồi này. Cái nồi này là có tay xách đây nha.
có nách màng ở đây nha, là đóng lại nè, hiểu vậy. À, mình có thể nấu là mình móc lửa đây. Ok các bạn nha, bạn nhớ liên hệ mình nha, mình là Thành In Vlog hoặc là vô chỗ kênh YouTube là Thành In Vlog nha. Bây giờ mình thử đây có đọt chuối các bạn, chuối nha. Giờ mình thử đây, có thể các bạn sử dụng luôn cái nắp này để mà ăn. Giờ mình dùng cái muỗng này để thử nha. Rồi, thử các bạn nha. Hơi thiếu, bỏ thêm ít muối kiến nha các bạn nha. Rồi, muối kiến các bạn ăn vào không sợ tàn nhang. Rồi các bạn có thể đặt vào giỏ hàng nha, chỗ mà dược liệu các bạn, kênh TikTok á, dược liệu các bạn. Đây, đây nha. À, mình bỏ này. À, cái này nó mới ngon nè. Đó, cái hút thử nè. Ai, ngon lắm các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Mời cả nhà nhá. Thử một miếng nào. Sáng hè. Đọt chứa đừng thì khỏi phải nói là ngọt, mát. Ngon thế. Một chuyến cao đêm thật là tuyệt vời. Nghĩ tưởng. Đây là đóng, đóng nắp lại. Đã. Quá tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Có cái nồi lên dai hả? Con nồi chắc, chắc là ăn đúng cái tuổi già già. Nó trồng đá mà. Cái gì? Chuối ở đá. Dai. Chuối hả? Đây là dân Brown. Thử thách sinh tồn ngoài trại lều, quá đẳng cấp. Đây là buổi sáng khoảng 5 giờ nha các bạn. Ở Tây Nguyên thì có hai mùa thôi, mùa khô và mùa mưa. Bây giờ thì đến mùa khô rồi. Đến với Tây Nguyên thì các bạn có thể thoải mái làm ngủ ngoài cũng được, giống như Giang Prao đang ngủ này, đâu cần thiết phải có cái lều trại gì đâu, nó bắt đầu rồi hết. Đây nhá, mình thử thách sinh tồn, mình nằm ngủ đây. Thử thách sinh tồn tối qua thì bọn mình đang câu cá ở dưới đây, nhưng mà vừa câu vừa có người thì đang ngủ. Đặt bẫy nha, đặt bẫy ở trên đây nè. Khu này rất là rộng, đây là lòng hồ thủy điện. Đây là Giang Prao. Giang Prao thì thử thách sinh tồn quá là đẳng cấp, ngủ luôn ở ngoài luôn, không cần lều trại. Một đêm sinh tồn rất là thú vị. Giờ đi, giờ đi, giờ đi. Rồi, gặp cá to rồi. Cá to rồi, cá khổng lồ. Một đêm vậy giật không nổi rồi. Này cắn sâu lắm rồi. Hôm qua nóng quá ra nằm đây ngủ luôn. Đó. Đã đi xuống câu nữa. Chạy tối câu cái là say quá là trong say cái mặt. Mát mà lên nằm mát ngủ luôn. Thử thách sinh tồn 24 giờ. Bây giờ đã xong. Chuẩn bị câu ghém lấy đồ đạc. Chuẩn bị về. Bãi chiến trường. Chạy ra hả? Phơi mình nắng đi. Phơi nắng chiều nay thôi, tối uống không biết uống. Phơi ít được, chẳng quá nhiều, phơi ít chẳng cần đâu. Không đủ cố nước à? Ừ, thế là phải ông ấy đủ